Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 trang 20, bài 8, bài tập đọc hiểu tại sao nên có vật nuôi trong nhà, sách cánh diều. Câu số 1. Vật nuôi bao gồm những loài vật nào, vật nuôi các động vật hoang dã như thế nào? Thì vật nuôi là những cái con vật được con người nuôi dưỡng với những cái mục đích khác nhau như để trong nhà, làm thức ăn, làm bạn hay là lấy sức kéo v.v. Thì vật nuôi khác với động vật hoang dã ở chỗ là chúng đều đã được con người thuần hóa, tính lành hơn động vật hoang dã rất là nhiều. Tiếp theo câu số 2. Vì sao có thể nói văn bản tại sao nên có vật nuôi trong nhà là văn bản nghị luận? Thì văn bản tại sao nên có vật nuôi trong nhà là văn bản nghị luận, vì văn bản đã nêu được một cái hiện tượng trong đời sống, nêu lên được cái quan điểm cá nhân và dùng các lý lẽ bằng chứng cụ thể để chứng minh vấn đề ấy, thuyết phục người đọc, người nghe tán thành ý kiến của mình. Tiếp theo câu số 3. Qua văn bản em thấy tác giả đồng tình hay phản đối việc nuôi động vật trong nhà. Em nhận ra điều ấy dựa vào những cái bằng chứng nào trong văn bản? Thì qua các văn bản em thấy tác giả đồng tình việc nuôi động vật trong nhà dựa vào câu. Như vậy, việc nuôi một con vật trong nhà sẽ giúp trẻ học được nhiều kỹ năng sống cũng như cải thiện đời sống tinh thần. Ngoài ra, trẻ có thể chia sẻ thời thơ ấu của mình với những người bạn tốt nhất của chúng. Tiếp theo câu 4. Nhan đề văn bản đã nêu lên được cái trọng tâm vấn đề chưa? Nếu đặt là nhan đề cho văn bản này thì em sẽ đặt là gì? Thì nhan đề của văn bản được nêu lên đã nêu lên được cái trọng tâm vấn đề cần nói. Nếu đặt là cái nhan đề trong văn bản này thì chúng ta có thể đặt là vật nuôi trong nhà và những hạnh phúc không ngờ khi có chúng. Tiếp theo câu 5. Nội dung hai cái văn bản tại sao nên có vật nuôi trong nhà và vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật, thì có điểm gì giống nhau, điểm giống nhau ấy có ý nghĩa gì đối với em? Thì nội dung hai văn bản tại sao nên có vật nuôi trong nhà và vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật thì có điểm giống nhau, đó là cùng viết về đề tài động vật, nói về tầm quan trọng của vật nuôi đối với đời sống con người, thể hiện cái thái độ yêu quý của người viết đối với vật nuôi trong nhà. Ý nghĩa của điểm giống nhau đó là giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về động vật, thêm yêu những cái chú mèo đáng yêu đang nuôi trong nhà, hiểu được tầm quan trọng của chúng đối với cuộc sống. Tiếp theo câu số 6, đọc văn bản sau, so sánh với văn bản tại sao nên có vật nuôi trong nhà, để chỉ ra sự giống nhau của hai văn bản. Lợi ích khi nuôi thú cưng trong nhà. Hàng thập kỷ qua, vật nuôi đã trở thành cái yếu tố quan trọng trong cuộc sống của hàng nghìn người trên thế giới. Theo thống kê của Hiệp hội Nhân đạo Mỹ, 46% hộ gia đình ở Mỹ sở hữu ít nhất một con chó, 39% sở hữu ít nhất một con mèo, còn lại nuôi thằn lằn, vẹt, cá. Thông thường thì người ta nuôi một con thú cưng trong nhà chỉ vì trông chúng rất là đáng yêu, đó là lý do chính đáng. Ngoài ra, một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc nuôi chó trong nhà còn giúp cho chủ nhân có nó vui vẻ hơn, kéo dài tuổi thọ, chưa kể những loài vật nuôi khác như cá, vẹt, thằn lằn cũng hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống con người. Chúng khiến bạn phải vận động. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nuôi những con vật ưa được vận động có thể giúp bạn
nhổ rễ khỏi chiếc ghế hay giường ngủ để đi ra ngoài. Đi dạo cùng động vật cưng sẽ giúp bạn vận động nhiều hơn và cải thiện số đo vòng eo. Chẳng hạn một vật nuôi phổ biến như chó cần hoạt động thường xuyên để giữ sức khỏe. Việc đi dạo với chúng là rất cần thiết. Cho dù bạn có bận tới đâu, mỗi lần đi bộ với chó sẽ giúp bạn đốt cháy hơn 200 calo. Hơn nữa, những con chó rất thích vận động. Dù bạn có lười đến đâu, khi thấy chú chó yêu nhìn mình với ánh mắt nài xiêm sẽ làm bạn dễ mũi lòng. Tuy nhiên, nếu như thế vẫn không khiến bạn có động lực đứng lên cầm dây xích dắt chó đi ra ngoài, thì cuối cùng, việc nuôi một con chó cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho bạn. Tiếp theo, mang lại niềm vui như có thêm những người bạn mới. Bạn tất bật với công việc, rồi lại tranh thủ, ngủ nghỉ. Vòng xoay cuộc sống khiến bạn phải quẩn quanh trong nhà suốt ngày. Theo các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Quốc tế Los Angeles, việc có một thú cưng hoạt bát lanh lợi như chó chẳng hạn sẽ buộc bạn phải rời khỏi sự hạn chế của bốn bức tường, gặp gỡ mọi người, từ đó giúp bạn vui vẻ hơn. Những nghiên cứu khác cho thấy việc đi dạo với chó tạo ra hiệu quả bôi trơn xã hội, có nhiều khả năng giúp bạn có một cuộc trò chuyện với những người lạ, giúp bạn tạo mối quan hệ. Tiếp theo, giúp bạn giảm căng thẳng. Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhịp sống hối hả. Rất là nhiều người đang tìm kiếm con đường giảm stress và học cách thư giãn. Việc nuôi một thú cưng trong nhà là giải pháp tuyệt vời cho các vấn đề này. Theo nghiên cứu của giáo sư Suni Karen Allen, những người sở hữu thú cưng có mức độ căng thẳng thấp hơn đáng kể so với người không nuôi. Cụ thể, nhóm nhà khoa học đã yêu cầu những người tham gia nghiên cứu giải quyết bài toán khó, trong khi đó họ được theo dõi nhịp tim và huyết áp. Những người tham gia có thú cưng đi kèm thường phạm ít lỗi hơn, có nhịp tim thấp và huyết áp thấp hơn so với khi họ chỉ có gia đình, vợ chồng hoặc là bạn bè bên cạnh. Tiếp theo, huyết áp giảm. Không chỉ giảm căng thẳng và mà, huyết áp của bạn cũng giảm đáng kể. Theo kết quả ghi nhận của Đại học Buffalo, Mỹ, trong nghiên cứu này, 24 trong 48 người môi giới chứng khoán đang điều trị chứng tăng huyết áp đã được gửi tặng một chú chó hoặc là chú mèo, trong khi đó nữa còn lại thì không. Theo dõi lâm sàng cho thấy, huyết áp của nhóm đầu tiên cải thiện và ổn định khi gặp những cái tình huống căng thẳng hơn so với nhóm thứ hai. Tiếp theo, giúp ngăn ngừa dị ứng. Trước đây các nghiên cứu cho rằng việc chơi với chó mèo sẽ khiến trẻ bị mắc các bệnh hô hấp. Thế nhưng thực tế, những em bé ở gần chó và mèo có xu hướng ít cần kháng sinh hơn so với trẻ sinh ra trong gia đình không có thú nuôi. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dị ứng và miễn dịch lâm sàng cho thấy trẻ em lớn lên trong gia đình sở hữu vật nuôi có lông hoặc là trang trại với những con vật sẽ ít bị dị ứng, hen suyễn, viêm da và bệnh về da liễu hơn những đứa trẻ khác. Đặc biệt, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình nuôi thú cưng có lông sẽ rất tốt cho quá trình phát triển hệ miễn dịch. Tốt cho tim của bạn. Thú cưng tốt cho tim bạn. Không phải nói theo kiểu văn chương ủy mị mà đúng đắn cả về nghĩa đen. Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy, việc sở hữu ít nhất một con thú cưng trong nhà sẽ giúp tim con người khỏe mạnh và giữ nhịp tim ổn định, từ đó kéo dài tuổi thọ. Theo Thi Trân, vnstress.net. Như vậy ở đây chúng ta sẽ so sánh cái văn bản lợi ích khi nuôi thú cưng trong nhà với cái văn bản tại sao nên có vật nuôi trong nhà, thì ta thấy cả hai cái văn bản này đều nói về chủ đề vật nuôi, đều tán thành, đồng ý nên có vật nuôi trong nhà sẽ khiến cho cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện. Cả hai văn bản đều nêu lên được những cái luận điểm và dẫn chứng thuyết phục để bảo vệ và chứng minh cái quan niệm của bản thân là đúng đắn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích
và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.